số khán giả thì yêu cầu Quy Hồ là quay cái căn biệt thự nhìn từ đằng sau. Và đây là cái khuôn viên ở đằng sau cái căn biệt thự nè. Và mọi người có thể thấy là một cái khuôn viên rất là lớn ngay chỗ bé Hường sinh hoạt, chỉ là một cái sảnh thôi. Và ở đây thì được dọn dẹp rất là tươm tất, chỉ còn lại cái phần nền móng nơi này thôi. Đó. Mặc dù đã trải qua thời gian cũng khá là lâu rồi, nhưng ở đây thì vẫn còn những cái nền móng á. Này, đây nè mọi người. Đó. Ở trên là lợp bằng ngói ngói âm dương ngày xưa đó. Ở trên thì mình có thể để ý thấy là có bốn cái cửa sổ hình chữ nhật, và ở dưới thì cũng có bốn cái cửa sổ hình cửa chữ nhật, vậy là tổng cộng 8 cái cửa sổ nè. Và cái căn biệt thự này rất là lớn nha. Đó. Tất cả các cái nền này nó làm bằng đá ăn hết. À, đá này là đá ông, một loại đá rất là tốt á. Cái loại đá này thì chắc là thiên thu chứ không bao giờ nó hư được cái nền này. Đá này Đó, ngày ngày xưa chỉ xưa người quý ta làm tộc, quá dữ đúng không? Chỉ những người mà rất giàu mới làm được đá này. Và đá này ở đồng bằng sông Cửu Long thì không có đâu, đúng không anh? luôn. Đây, không biết thì sao mà người ta đã đưa ở đâu về đây. Ở đây là cái phía cổng phía sau để mà ra cái không có phần ngoài sân. Nó đây là ra kinh luôn. Phía sau nó ra ra ngoài kinh lên này. Đây là cái phần cuối của cái nhà la lên tại cái căn biệt thự đây. Đây. Phía sau nhìn nó rõ hơn là bên phía mặt ngoài, bởi vì phía mặt ngoài thì cây cối nó Dây nhiều leo quá, đồ nhiều quá ha. mình không có ra được cái ngôi ra biệt thự. Nhưng thật sự đứng ở phía sau vậy thì mình một cái căn biệt thự nó vẫn còn bề thế, Bất dù là ngờ nó là cổ rất là không. kiên cố, vào những cái hoa văn anh thấy không? Rất đẹp ha. Bỏ hoang rất là nhiều năm, 30 mấy năm rồi nhưng mà vẫn còn cứng cáp nữa. Mà nhà là biệt thự này chắc cũng còn lâu nữa chứ, nếu mà người ta không lập phá thì còn lâu nữa, nó vẫn giữ được. Từ Có một đây cái rồi lan can đi lên trên cái tầng trên đó, nhưng mà hiện nay bị gỡ bỏ đi rồi. cái đó, là ví dụ như là ở đây là cái nền nhà ở dưới này, ở nền nhà dưới thì nó nối với nhà trên là bằng một cái, nếu mà mọi người nhìn á thì ở cái nhà trên nó có cái mái vàm á, mái vàm để mà nó nối lên, thì đó là có cái đường dẫn lên, thì ở cái nhà dưới đây thì nó dẫn lên bằng cái nhà đó thì nó vô cái cửa Đúng rồi. đó, nó vô cửa chính giữa, nó vô cái cửa chính giữa thì hai bên đó là hai hai nó đường, người ta Còn gọi một để cái hai lần cửa sổ. cửa hình tam giác anh có thấy không? Còn cửa tam giác đó là cái mái che, À, mái mái che che mà để nối với nhà nha, nối nhà này với nối nhà nhà trên đó này đó. nối với Đây nhà nè mọi kia người. để lên Ở hình cửa hình tam giác này đây. Đó. cái nối từ cái nhà chỗ đai lên kìa, Đúng rồi. để nó che mưa che nắng mỗi khi người ta bước nhà Đó là đó một nhà cái lối đó, đi luôn anh. rồi nó dạng như một cái lối đi nhà nối đó. Rồi trước cái nhà kia là còn những cái công trình phụ phía trước nữa, rồi công cái nhà bên kia nữa, nhưng bây giờ bên kia bây giờ vẫn còn giữ đó, nhà bên kia. Rồi phía trước là nhà xe, rồi nhà rửa xe, nói chung là nó đầy đủ, Đầy đủ hết à. nó không thiếu, nó như một cái gọi là bây giờ gọi là cái biệt thự biệt phủ như bây giờ ấy. Là trên, Nhưng mà mà tính vào cái độ kiến trúc của công trình nè, về chất liệu nè, đá nè, rồi về thiết kế nè, thì đây là một người rất là giàu tiền, đúng không? Rất là nhiều cái tiền. biệt thự này nó theo nó xây theo cái kiểu Pháp. Đó, mọi người có thể thấy trên này nè. Lần đầu tiên thì Bùi Hồ quay cho cô bác quý anh chị thấy cái toàn cảnh về cái căn biệt thự nhìn từ mặt sau ha. Đây là những cái thước phim mà muốn chia sẻ với cô bác quý anh chị về cái căn biệt thự bí ẩn ha. Vòm máy ở trên nè mọi người. Đó. Đây ghi đi chi tiết cho cô bác quý anh chị thấy nha. Ở đây thì có những cái hoa văn rất là đẹp nè. Đây. Đó, và thậm chí là nơi đây có một cái cây cầu thang để lên cái tầng trên nữa đó. Nhưng mà hiện nay thì người ta đã gỡ bỏ đi rồi, không thể nào lên trên đó được. Thì nhìn toàn cảnh của cái căn biệt thự, đây là một cái phòng nè. Ở bên kia là một cái phòng. Ở cái đường giữa là một cái sảnh chính đó mọi người. Cái lối đi nối với lại cái căn biệt thự đằng sau đây nè. Đây là một cái phòng, đây là một cái phòng ngủ luôn á. Mà đó là một cái phòng ngủ, còn ở giữa này đó chính là cái lối đi.
Đó, nhìn rất là bầy thối ha. Và đây là cái hàng, cái tường, vách tường đó, à, thậm chí có một cái đường để mà rửa xe ô tô luôn á. Thì mọi người có thể thấy là cái căn biệt thự này cực kỳ bề thế và lớn luôn đúng không, như cô bác của anh chị thấy nè. Ghi dắt giờ này nè, ngồi mà sao một mình á, tút tút mà sao luôn á. Làm cỏ làm cây làm gì có một mình à, mà cũng không có thấy cái những cái chuyện gì mà nó lạ lạ, không thấy, không thấy luôn. Nhiều khi nửa đêm ha, nhiều khi để đồ bảo nó, nhiều khi muốn lấy cái gì á, nhiều khi 11, 12 giờ đêm đi đi bình thường à, đi qua bến bình thường à, mà cũng không thấy gì luôn đó. Theo ta đâu dám đi đâu. Nhưng mà những người ở xóm ta có thấy người ta nói đấy không? Chị mấy người ở xóm không biết nữa. Dạ. Không biết mấy người đâu có thấy không đó. Tại vì ta ở đây lâu rồi. Anh 89 năm nay là thực tế là anh không có thấy gì. Anh đi ra Mỹ ngoài sao luôn? Mỹ ngoài sao luôn? Anh đâu có sợ. Dạ. Anh không có sợ ma quỷ. Dạ. Chắc tại tâm anh sáng á. Anh không sợ. Anh ban đêm cũng như ban ngày cũng như ban đêm mà. Không có gì để anh lo ngại hết. Muốn lấy gì, ví dụ 11, 12 giờ đêm vẫn sạc đèn pin qua bển lấy đồ. Dạ. Chứ không có sợ. Chắc tại tâm anh sáng nên anh không có sợ, ngay thẳng mà. Mình làm ngay việc thẳng nên không sợ gì hết á. Theo ta vô nhà, ví dụ nửa đêm hay gì, ta lạnh người hay gì. Anh đi bình thường không có thấy lạnh thấy gì, giống như nhà mình đi tới đi lui vậy. Dạ. Có mấy con chim bồ câu đó, nó về nó làm ổ cho nó. Rồi leo rảnh thử kiếm ổ chim bồ câu đó, nó có đẻ con ra không? Leo lên coi thử, mà cũng giống như dưới đây à. Nó chỉ có cái sàn vậy thôi, cũng giống dưới này. Chỉ có sàn à, nhưng mà đâu có ai ở chỗ anh, đâu có dọn dẹp. Ba cái đá, ba cái tường người ta đập như gì á, đá cục nè, ở chỗ anh nhiều lắm. Dơ lắm. Dơ lắm. À. Nó rảnh đá lâm chấm không à. Dạ. Người ta lúc trước ta đập tường, người ta lấy cửa sổ, lấy này lấy kia rồi. Ừ. Mình đi gớt cái đó để tới giờ. Dạ. Cây nhiều khi mọc dài cho anh. Cây sông cho anh luôn. Lên gốc quen nào, gốc quen nó chập bá vậy. Cây trên đó nhiều hả? Ừ. Đó mấy cái cây em quay mấy đây làm thấy mấy cái cây này. Ừ, mấy cái cây này là ở trên nhà nó mọc xuống không hả? Ở trên nhà mọc xuống không á. Trời. Cái này cây xanh hay gì mà? Chứ đâu phải từ dưới bật lên đâu. Ở trên đó đó đúng không? Ừ. Cái cùi của nó đó là cái gốc của nó chảnh à. Đúng rồi, trước này giống như cái sảnh ta nhìn ra vậy ta. Cái sảnh đúng rồi. Giống như cái hiên á. Dạ, cái mái hiên á. Ta chiều ta đứng ta không mát hay ta ngồi chơi rồi. Ừ. Đó mình thấy mấy cái cây mình không không? Dạ. Đó nó mọc lên đó. Dạ. Ở trên kia mọi người. Nó mọc ở trên cây đó rất là nhiều, chắc có lẽ là phân chim á. Phân chim người cái đi rồi cái nó mọc ra. Mà ngộ không nha. Mùa tháng hạn ha. Tháng hạn là cái cây đó nó chết. Mà trời mưa là cái cây đó lại sống. Mới ngộ vậy đó. Tháng hạn thì nó khô lại. Ừ, nó khô lại, nó khô queo. Không có cái lá nào để màu xanh á. Dạ. Rồi tự nhiên trời mưa tự nhiên nó sống lại. Anh cũng hiểu luôn. Chân biệt thự lớn đó. Đó. Nhưng mấy cái cây đó nó mọc rồi tự trên một xuống không? Không phải là tự dưới đất một lần.